Vâng, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của công ty nội thất Bảo Long. Và em là Nhật Nam đây. Hôm nay thì em sẽ lên một con video hướng dẫn chi tiết cho các bác cách làm sao để chúng ta có thể gia công. Đấy, cách làm sao chúng ta có thể gia công, vẽ rồi gia công hoàn thiện một chiếc cửa cách âm. Thì hôm nọ trong tuần vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là nhiều video liên quan đến cửa cách âm rồi. Đến cuối tuần em sẽ làm một con video nữa hướng dẫn chi tiết cho các bác cách làm cửa. Thì bước đầu tiên như các bác đã biết, đó là chúng ta cần phải tư vấn cho khách hàng chọn mẫu, rồi chọn những cái kiểu cách cửa các thứ để cho khách hàng cảm thấy ok, phù hợp với phong cách nhà của khách hay là phù hợp với phòng hát của khách. Đó, thì sau khi mà chúng ta đã chốt được mẫu cửa với khách hàng thì bộ phận thiết kế sẽ bắt đầu lên những cái thông tin về cửa. À, trước khi có thể vẽ lên trên bản vẽ thì bộ phận thiết kế cũng cần phải nắm được những thông tin, ví dụ như là kích thước, chiều cao, chiều rộng của cửa. Và đặc biệt có một cái phần mà em cần phải lưu ý, đó là nếu chúng ta không đến tận nơi được để có thể xem được cái khung cửa của khách thì cũng phải nhờ khách là chụp lại để làm sao mà nắm bắt được cái tình hình và chủ động hơn trong quá trình mà chúng ta gia công. Đấy, thì bộ phận thiết kế em cũng vừa trên tay một bản thiết kế cửa đây. Đấy, đây là đã hoàn thành tất cả những cái khâu thiết kế rồi vẽ rồi bóc tách các thứ ra rồi. Đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển xuống dưới bộ phận sản xuất để có thể tiếp tục tìm hiểu xem những cái bước tiếp theo chúng ta cần chuẩn bị là gì. Ok, xin mời các bác. Sau khi chúng ta đã có bản thiết kế và bóc tách thì sẽ chuyển xuống bộ phận sản xuất và anh chị có thể bắt đầu đi chuẩn bị những cái phần, những cái vật liệu để chúng ta gia công cửa. Thì như một chiếc cửa như thế này thì các nguyên vật liệu nó cần, đó thứ nhất đó là sắt hộp. Sắt hộp thì ở bên công ty em là sử dụng sắt hộp mạ kẽm. Đấy, anh chị có thể dùng là sắt hộp mạ kẽm độ dày từ 1.1 đến 1.4 ly. Như cái cửa này sẽ là sắt hộp dày 1.4 ly. Đó, sắt hộp này, inox này, gỗ MDF bên trong này, phần bông khoáng. Và thêm một cái phần nữa là cái phần ở bên ngoài viền cửa chúng ta sẽ có mút K54 chống ngôn, cái phần nỉ bọc cửa và bản lề. Chúng ta chuẩn bị đầy đủ tất cả những cái phần nguyên liệu đấy và sau đó thì sẽ bắt đầu tiến hành vào cắt sắt. Ở phần cắt sắt thì những cái phần này tương đối là đơn giản rồi, mọi người hãy đo đạc chính xác theo cái bản thiết kế và hàn những cái phần khung sắt đấy vào thôi. Đấy thì đây là kiến thức quá cơ bản thì cũng không có gì phải nói quá nhiều. Có một cái phần mà mọi người phải để ý là làm sao để cái phần sắt đấy nó vuông góc vào với nhau. Chính xác tất cả các góc nó vuông vào với nhau là được. Sau khi cắt sắt xong thì chúng ta sẽ có một cái phần khung như thế này. Thì đây là cái phần khung bao quanh cửa. Trên bản vẽ nó sẽ có những cái vị trí để chúng ta hàn, để chúng ta hàn bản lề. Đấy, thì đặt vào đây và chúng ta sẽ tiến hành là hàn bản lề vào thôi. Đó, đây là vị trí ba cái bản lề. Nên dùng 3 bản lề nhé, bởi vì là cửa này rất là nặng. Dùng 2 bản lề thì nó không sẽ không chịu được trọng tải của cái cửa kia. Nên là các bạn lưu ý chúng ta sẽ phải sử dụng là 3 bản lề. Rồi, trong cái giai đoạn này chúng ta sẽ phải thêm một cái phần nữa là phải xử lý cái phần inox. Inox ở đây là inox mạ gương vàng. Đó, chúng ta phải cắt nó. Thì công ty chúng tôi sử dụng là máy laser fiber 1000. Đội thiết kế, bên bộ phận thiết kế sẽ chuyển cái file thiết kế xuống đây. Và nhân viên đây chúng tôi gọi là nhân viên đầu máy. Nhân viên đầu máy sẽ tiến hành đặt cái miếng inox này lên và cho máy xử lý. Ok, thì cái phần này nó cũng tương đối là dễ thôi. Nếu anh chị có máy laser hoặc là nếu không có thì chúng ta có thể thuê bên ngoài, gửi bản vẽ cho họ và chúng ta thuê bên ngoài để họ cắt những cái phần khấu kiện cho chúng ta. Đấy, sau khi chúng ta đã cắt inox xong thì sẽ chuyển sang cái máy chấn. Đấy, đây là máy chấn của chúng tôi. Ok, đây là một cái phần inox đã xử lý xong này. Với cái cửa này anh chị hoàn toàn có thể dùng inox dày 0.4 hoặc là có thể dùng inox dày 0.6 tùy vào cái nhu cầu của khách hàng. Đấy, sau khi chúng ta đã cắt xong thì sẽ đưa lên cái máy để chấn gập những cái góc nó lại để làm sao lắp ráp lên trên cửa cho nó tạo thành cái khung viền bao cửa. Sau khi chúng ta đã hàn cắt sắt các thứ, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tiếp vào trong kia để tiến hành những cái khâu tiếp theo. Ok, ở giai đoạn này sau khi chúng ta đã hàn ra được khung cửa này và chúng ta đã hàn ra được cái kết cấu chính của cửa. Đây, như ở đây là chúng tôi đã hàn xong cái phần kết cấu chính thì chúng ta sẽ tiến hành là lắp đặt những cái phần bông khoáng xung quanh đây. Cái phần bông khoáng là nó sẽ làm cho cái cửa chúng ta tăng được cái độ cách âm. Bạn có thể dùng bông khoáng hay là bông thủy tinh đều được. Nhưng tuy nhiên thì công ty chúng tôi là sử dụng bông khoáng vì thứ nhất là bông khoáng có khả năng cách âm tốt hơn bông thủy tinh.
và một cái phần nữa là cái bông khoáng này nó cũng chống cháy. Đấy, video chống cháy tôi sẽ chiếu luôn ngay bây giờ. Về gỗ MDF thì chúng ta cũng có file, chúng ta cũng có file từ bên thiết kế. Thì gỗ MDF ở đây là chúng ta cắt bằng máy CNC. Đó, rồi chúng ta đắp cắt xong rồi chúng ta để bông này và lắp đặt những cái phần đấy vào với nhau thôi. Lắp đặt thì các bạn dùng ở đây là dùng đinh vít. Đó, lắp đặt cái phần gỗ, mặt gỗ MDF lên trên để làm sao cố định được cái phần bông và bắt đầu tạo được hình, dựng được hình của cái cửa lên. Sau khi chúng ta đã lắp đặt được cái phần gỗ MDF lên thì sẽ tiến hành bước tiếp theo, đó là cái bước này chúng tôi gọi là bước bọc nỉ. Rồi, ở dưới phần nỉ thì chúng ta sẽ có phần mút. Đây là mút K54. Đấy, có một cái độ đàn hồi rất là tốt. Với cái độ đàn hồi tốt như này thì nó sẽ tăng tuổi thọ. Đấy, bởi vì là chúng cái phần mút này nó sẽ rất là khít với phần khung cửa nên là cần một cái sự đàn hồi tốt. Rồi, về cái phần mút này thì chúng ta sẽ phải để cái chiều cao của nó rơi vào khoảng 1.5 phân. Đấy, 1.5 phân thì nó sẽ giúp cái cửa này khít với phần khung hơn, tránh được những cái sóng âm tác động từ bên ngoài hay là từ bên trong nó thoát ra, tăng cái hiệu quả cách âm cho chiếc cửa này. Vậy là chúng ta đã có hình hài gần như là hoàn thiện của cái cửa rồi. Sau khi mà chúng ta đã lắp mút xong thì sẽ tiến hành là lắp đặt thêm những cái phần viền, inox viền xung quanh cửa. Đây, như ở chiếc cửa đây các bạn có thể thấy. Đây là một cái cửa đã hoàn thiện này. Đấy, chúng ta sẽ tiếp tục lắp đặt thêm cái phần viền này. Đó. Phần viền này tương đối là đơn giản thôi, không có gì cả. Và thêm một cái tấm huỳnh. Đây là tấm huỳnh đã được chấn theo cái dạng ô cửa, mang cái phong cách tân cổ điển. Đấy, ngoài cái tấm huỳnh này, như cái cửa này là dành cho phòng hát karaoke. Đấy, nên là sẽ sử dụng tấm huỳnh inox mạ vàng. Đấy, nó tăng cái vẻ sang trọng, tăng cái vẻ quý phái của phòng hát chúng ta lên. À, nếu mà các bác làm cửa cho phòng thu âm hay là cho các hộ gia đình thì các bác nên sử dụng phần da. Nên sử dụng phần da thì ở bên công ty chúng tôi, cái cửa đấy thì di chuyển rồi. Tôi sẽ chiếu một cái cửa da cho các bác xem. Cái cửa da đấy là sử dụng da được thêu theo dạng 6D. Về phần cuối cùng là khi mà chúng ta lắp đặt xong, chúng ta sẽ kiểm tra lại tất cả những cái phần mối hàn này và kiểm tra những cái phần khít này, xem là cái cửa nó có phần nào nó bị hở hay không này. Kiểm tra lại cái phần bản lề xem là cái bản lề lúc mà chúng ta đóng ra mở vào cái cửa nó có hoạt động trơn tru hay không. Đấy, kiểm tra hết xong rồi đóng gói như thế này và chuyển cho khách hàng thôi. Vừa rồi thì tôi đã chia sẻ cho các bác tất cả những cái công đoạn chi tiết cách làm sao để chúng ta làm được ra một chiếc cửa cách âm hoàn thiện như thế này. Đó, thì với những cái kinh nghiệm đấy của tôi thì tôi đã chia sẻ cho các bác. Và nếu các bác có những cái kinh nghiệm nào nữa hay các bác có những cái lưu ý nào nữa thì đừng quên để lại những cái phần ý kiến của mình dưới cái phần bình luận. Ok, và hãy bấm ngay cho chúng tôi một nút like, một nút subscribe để có thể nhận thông báo về những video mới nhất. Cảm ơn các bác đã xem hết video và tôi là Nhật Nam đến từ công ty nội thất Bảo Long.